chung lần có dịp đi đến cái bè lần này thì mình sẽ ghé tiệm cá cảnh Trần Diệp ha mọi người, ở tiệm cá cảnh Trần Diệp một ở cái bè ha. Thì mình vừa bước vào thì mình thấy anh Nam anh set up một cái hồ cá với một cái dòng cá gọi là cá Arowana bối 24k 4 số 9 ha. Mình thấy cái bạn này đẹp quá, trước hết mình sẽ quay cận cảnh cái bạn cá này cho mọi người xem ha. Ở đây đâu, ở ngoài mặt ngoài mình nhìn vào nè mọi người. Đó, tiệm cá cảnh Trần Diệp 1 với cái bè thì nó sẽ khác với tiệm cá cảnh Trần Diệp 2, nó có nhiều cái dòng đẳng cấp hơn. Tại vì ở đây là đối tượng người mua thì nó cũng nhiều hơn, tại vì cái khu này là khu thị trấn ha. Nó phát triển hơn ở khu cái cảnh Trần Diệp 1. Với Trần Diệp 2 ở trên Hòa Khánh thì học sinh nhiều quá nên cái dòng cá thủy sinh sẽ dễ bán hơn ha. Đây là chú cá mà mình mới là Arowana bối 24k 4 số 9 nè mọi người. Ở trong mà nhìn ra thì nó đỡ chói hơn, ở ngoài nhìn vào thì nó bị chói nhiều ha. Con cá này dám một xè tay của mình luôn á. Gấp phải coi 1 gang, 2 gang tay. Hai gang tay nha mọi người. Quá đẹp. Chói nắng xíu ha. Đi vòng ra mặt trước. Arowana. Ha. 24k. Có mã số luôn. Đen. Đó. Đây mình coi nó lặng lẽ, mình coi nó quan sát nó âm thầm, mình coi nó bơi từ từ ha. Cái bay của con cá này rất là to luôn nha mọi người. Cái đuôi nó, mình thấy cái phần đuôi nó hẹp lại, nó nhỏ lại từ dần ha. Ở trên là nó bự dần, tới phần đuôi là quay bay đuôi nó bắt đầu nó nhỏ dần ha. Đó, cái phần đầu nữa. Nói chung là mỗi con cá nó có một màu sắc riêng và một cái nét đẹp riêng ha mọi người. Đó. Nên nó được định giá khác nhau. Đây là chú cá Arowana bối 24k. Quá đẹp luôn. Sao mình thấy đây có hai cái tên gọi nè, Arowana huyết long gì Super Red, hai ba tên gọi với ta. Cá này thức ăn của nó cũng đa dạng, nó có thể là ăn mấy con sâu gạo hoặc sâu gồng hoặc là thức ăn đó mọi người. Nó có thức ăn riêng biệt của nó. Ở đây anh lúc nào anh nuôi chăm sóc đặc biệt cho nó luôn, nuôi cho một cái hồ kính này luôn và là để cái oxy dài trực tiếp cho nó ha. Thấy nó đẹp quá trời luôn ha. Hai cái bay nó dưới nó dài vậy. Nhưng mà ở phần cái nó cái phần đuôi nó teo lại thì nó lạ quá. Có khách mua cá hay mua gì kìa chị ơi. Đây. Ở trong mình nhìn ra đây cả nhà. Trong mình nhìn ra thì nó hơi bị chói xíu ha. Đây có khách đã đến mua lai gai. Đây mình thấy có con cá này nữa. Cái này đẹp không? Trên bán mấy cái hồ mấy cái dưỡng phân lò. Cái này tiệm cá bán rất là nhiều cá nên nãy giờ mình quay quá trời luôn á. Có mấy cái con cá, dòng cá cơ bản rẻ tiền nữa. Có cá dĩa nè mọi người, mấy con cá dĩa nè. Một cái hồ cá cảnh công nghệ này, trên là anh sử dụng cái bộ đèn. Có mấy cái kè thủy sinh anh trưng bày nữa kìa. Mấy con cá cơ bản. Mấy cái kiểu mà set up truyền thống. Đây có một cái hồ cá. Quá trời luôn, đấy là cá đá tai tượng châu Phi đen ha. Giá của bạn này là 6x một con ha mọi người. Nguyên một cái hồ luôn, ở đây rất là nhiều bạn luôn. Giá mà 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nói chung là rất là nhiều dòng. Trên là sử dụng bông lọc công nu và những bức tranh về cá rồng kìa. Còn đây là cá ba đuôi nhỏ nè, cá ngân long kim sơn, hạt lượng nhỏ gì đó. Cái gì nhỏ nhỏ là giá nó rẻ tiền, còn cái nào mà nó bự bự là mắc tiền. Nói chung là tùy theo, không phải là con cá nhỏ cá mắc tiền đó, tại vì nhiều khi mình thấy nó thì thuộc giá trị con cá. Ví dụ như con cá siêu vip nhá, nó rất là cao đó, trị giá bạc triệu đó. Thấy tiệm cá cảnh Trần Diệp 1 với các bạn thấy nào ha, thì có thể đóng góp bên dưới phần video của mình ha, phần comment thì để mọi người cùng nhau trao đổi ha, kinh nghiệm về nuôi cá như thế nào. Mấy con cá đây rất là đẹp. Đây là những các bạn giáp phụng nhỏ chỉ có 10k, giáp phụng lớn 30k và con nhỏ cũng là 30k ha. Đây, bườm cá cánh bườm
vườn màu coi quá rẻ luôn trời, có 3.000 con nhưng mà rẻ quá trời luôn á. Dài dài đằng kia nữa kìa. Đây. Cá đẹp. Là anh Nam anh đưa về đây. Mấy cái phụ kiện cá cảnh. Siêu VIP luôn mà hồng kỳ phát tài. Két đỏ, hồng kỳ phát tài. Kim cương đỏ. Đây còn chip lớn một xíu. Bạn cá chip lớn. Đẹp quá. Đây có cá mập trắng nè. Mập trắng với mấy con cá thường thôi. Tì bà vàng. Ở đây mình thấy có một con cá phướng này là có 20.000 mà có nguyên cái hồ để có giá dần nè mọi người. Gọi là cây okay. Xinh bằng mũ. Đây mấy cái phụ kiện, mấy cái tiểu cảnh nè. Một đàn cá chép. Thật là tuyệt vời. Chép, ủa này cá cái coi bướm á mọi người, lộn mình nhầm á, cái coi bướm 650.000 con.